Trong tháng 11 này, Honda Civic Type R 2023 sẽ lần lượt được trưng bày tại 5 đại lý của Honda ở Hà Nội, giúp người dùng có cơ hội được nhìn gần và khám phá chi tiết mẫu xe thể thao mạnh mẽ, mang tính biểu tượng của hãng xe Nhật. Thế hệ thứ 6 của Civic Type R cũng là thế hệ đầu tiên được mở bán chính hãng tại Việt Nam. Honda Civic Type R 2023 được phát triển dựa trên phiên bản hatchback của Civic thế hệ thứ 11. Ngoại hình của xe được tạo hình táo bạo, đậm chất thể thao. Mặt trước được tinh chỉnh trông mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen, vừa làm mát cho động cơ vừa lấy khí cho hệ thống tăng áp. Logo Honda với nền màu đỏ nổi bật, dùng chữ Type R cũng xuất hiện trên lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha và đèn định vị full LED. Nắp capo xe cũng khác biệt với khe thoát gió. Ở hai bên, xe được trang bị bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S, đây cũng là một chi tiết góp phần giúp Type R mới lập kỷ lục vòng đua, với dòng xe dẫn động cầu trước ở Suzuka. Bộ lốp này đi kèm với mâm 19 in 5 chấu kép sơn đen, cùng phanh Brembo màu đỏ. Vòm bánh trước bổ sung mang cá màu đen và bộ quay hai bên thân xe. Ở phía sau, điểm nổi bật vẫn là cánh lướt gió cỡ lớn hình chữ C quen thuộc, nhưng có cấu trúc khác với thế hệ cũ. Cụm đèn hậu thiết kế khác biệt so với Civic đang bán tại Việt Nam và có thêm dải LED nối liền hai bên với nhau. Hệ thống ống xả là 3 trụ pô tròn đặt chính giữa. Cản sau với các cánh chia gió cỡ lớn đậm chất thể thao. Honda Civic Type R dùng động cơ tăng áp 2 lít nâng cấp so với đời cũ, cho công suất 315 mã lực và 420 Nm tăng 9 mã lực so với phiên bản cũ. Điểm đặc biệt nữa của mẫu xe này là việc dùng hộp số sàn 6 cấp đặc trưng, nhưng cũng đã được tinh chỉnh cho khả năng tăng và về số mượt mà hơn rất nhiều. Xe vẫn dùng dẫn động cầu trước. Di chuyển vào bên trong, nội thất là sự kết hợp của tông màu đỏ xen lẫn màu đen. Màu đỏ nổi bật xuất hiện trên ghế ngồi thể thao mạnh mẽ, thảm trải sàn, logo và đường chỉ khâu tương phản. Trong khi đó, màu đen bao phủ các phần còn lại của nội thất. Ghế ngồi của Civic Type R 2023 là một điểm nhấn tại nội thất khi có thiết kế, như xe đua, thành ghế nhô cao, đáy ghế làm thấp và logo Type R gắn tại tựa đầu. Chế độ lái xe cộng giờ đặc biệt tạo thêm sự phấn khích trực quan, thông qua màn hình hiển thị dành cho người lái, và bộ ghi dữ liệu trên xe cung cấp thông tin theo thời gian thực về chiếc xe, và cách nó phản hồi với người lái xe. Mặc dù là một mẫu xe thể thao, nhưng Civic Type R 2023 cũng sở hữu nhiều trang bị giải trí tiện nghi, công nghệ an toàn tiên tiến. Màn hình giải trí trung tâm 9 in kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Màn hình điện tử hoàn toàn 10.2 in phía sau vô lăng. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đế sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, phanh tay điện tử, brake hold. Honda Civic Type R 2023 cũng được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành.